YouTuber xinh đẹp Natsumon Concept tự nhận là một nhà giao dịch Forex thành công, lừa đảo 6.000 nhà đầu tư với số tiền 2 tỷ bạc, hơn 55 triệu đô la Mỹ. Theo luật sư Paiso Ruanric, người tham gia vận động giúp đỡ các nạn nhân, một người đã gửi tới 18 triệu bạc cho Concept. Hiện nghi phạm đã bỏ trốn ra nước ngoài, Straits Times đưa tin. Ông Ruanric nói rằng sao mạng này đã sử dụng sự nổi tiếng của mình nhằm chiêu dụ nạn nhân với lời hứa sẽ đem về lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. YouTuber xinh đẹp lừa đảo 55 triệu đô la Mỹ tiền số rồi biến mất. Natsumon Concept sử dụng danh tiếng để chiêu dụ hàng nghìn nhà đầu tư. Tài khoản của Concept có tên là Nusty Diary sở hữu hơn 800.000 người theo dõi. Clip cuối cùng được đăng cách đây 5 tháng. Kẻ lừa đảo mời gọi khán giả gửi tiền vào tài khoản của mình, hứa hẹn mang lại lợi nhuận 25% đối với hợp đồng kỳ hạn 3 tháng, 30% cho 6 tháng và 35% cho 12 tháng. Cô cam kết sẽ gửi tiền lãi hàng tháng. Tuy nhiên, kể từ tháng 4, một số khách hàng của Concept bắt đầu phàn nàn rằng họ không nhận được các khoản thanh toán như đã cam kết. Tòa ở Thái Lan đã thông qua lệnh bắt giữ nữ YouTuber Nutty vì tội lừa đảo và treo thưởng 5 triệu bạc. Khoảng 3,22 tỷ đồng. Luật sư Paisan Rangrit cùng đại diện của hơn 30 nạn nhân đã đến trung tâm báo cáo của